Chào mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau thăm cái ngã ba Sơn Đông một tí nhé. Cái ngã ba Sơn Đông này là nằm ở cái địa điểm xã Quang Thành, huyện Yên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đây, xe khách người ta hay qua này đây rồi. Này là có nhiều thứ lắm người ta bán. Ngã ba. Đây là con đường đi theo ốc ra đến Thành Công. Phải quay lại. Đấy, bên này là nhà khách sạn nhà nghỉ. Cái đường này bây giờ đông khách lắm rồi. Ba Sơn Đông, huyện Nguyên Bình. Đây, người dân bán rất kiểu thứ. Thì đó là măng, rất thảo dược. Nhìn từ góc này quay lại, góc này góc rộng nhất mình nhìn. Người đi đường. Đã đi thẳng ra đấy là ra huyện Nguyên Bình rồi đi thành phố. Còn theo hướng này là đi huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Rồi, nhìn lại lần nữa nhé. Đây, ngã ba Sơn Đông này. Khách sạn Sơn Đông này. Chỗ này bây giờ rất là đông người bán hàng. Thảo dược, nông sản. Rồi, hẹn gặp lại.